Cái ruộng nó ruộng hết cái đám đến mấy chưa cho cây cong gần mép đây nhỉ. Chỗ này là nó ăn nó
Hôm nay đi chợ nhìn mua lợn của bố mẹ anh ạ. Đẹp nha. Bây giờ nhá, chú vào trong trước nhá. Còn hai đứa ở ngoài nhá. Giữ nhá. Đặt đi làm phiền mỡ sứt chân này. Nhảy vào trong. Còn trong khuôn khổ nha. Mình cứ tưởng cái chân nó sứt. Đẹp luôn. Nó đẹp nhỉ. Mấy con em chọn được con này không bị gì. Con này cũng tốt rồi, đẹp rồi. Con này ăn tốt đấy nhỉ. Ăn tốt đấy. Nhìn thế này, đẹp lắm. Tí chiều mà lấy cho nó ăn. Sao mà lấy dây đi buộc con lợn này. Em về đã con dậy rồi. Vàng kìa, lên vàng. Ý. Con lợn rừng của cháu bao nhiêu tiền? 2 triệu. 2 triệu. Cảm ơn. Gia đình là chăn nuôi được phát triển nhá. Sinh nhân đàn cháu đống nhá, con đàn cháu đống nhá. Vâng, cháu cảm ơn để nhá. Phát triển nhá, cháu kinh tế nhá. Vâng. Do đó giảm nghèo nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú. Bà nhá. Đi về cẩn thận nhá. Đi về. Đi về thôi. Nào, ăn hươu nào. Nào. Đấy. Gì đâu đấy? Ngon đấy nhỉ. Ai 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 ai.
thấy táo nè. Trời ơi. Bố bó nào. Ăn đi. Bó nào. Nào, ăn tí nào. Bó nào. Ừ, gà quá, ăn luôn à. Gà quá, ăn luôn. Ăn luôn nào, ăn luôn cả, ăn luôn, ăn luôn. Ây da, gà quá. Ừ. Nghe đấy. Ừ, gà quá. Ăn ăn đi. Gấp thịt này. Rau này. Quen thì chưa. Bắt về góc thì thỉnh cắn đấy. Mày sao?
Thank you.
Nó cũng